Giữa tin đồn chia tay, Diệu Nhi đăng status thả thính, không thiếu gì chỉ thiếu anh. Dòng trạng thái đẻo nghí của Diệu Nhi và anh Tú làm fan hâm mộ cặp đôi dậy sóng. Thời gian vừa qua, Diệu Nhi và người yêu điển trai anh Tú gặp nhiều nghi vấn đã tan vỡ tình cảm sau hơn 3 năm hẹn hò. Cả hai ít khi tương tác với nhau trên mạng xã hội cũng như cùng nhau xuất hiện công khai, khiến cho người hâm mộ của cặp đôi đứng ngồi không yên. Trước những tin đồn chia tay, Diệu Nhi đã lên tiếng cho biết cả hai vẫn yêu thương nhau nhưng quyết định tách ra để có sự nghiệp ổn định riêng, không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng. Mặc dù trở nên kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng Diệu Nhi và anh Tú vẫn âm thầm thả thính nhau công khai, khiến ai cũng phát hờn vì quá tình tứ. Mới đây anh Tú đã đăng status đẻ nghí lên trang Facebook cá nhân. Trời nóng muốn cọc tính luôn, thời tiết thế này làm anh giận dữ ghê, em ở đâu cho anh tí gió đi, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngay khi vừa đăng tải, người hâm mộ đã nhanh chóng đoán ra người mà anh chàng đang nhắc tới là Diệu Nhi. Thậm chí các fan còn có lòng tốt nhắc nhở, người ấy đang ở Pháp mất rồi. Thấy bạn trai ở nhà than thở, Diệu Nhi dù đang bận đi diễn ở nước ngoài, vẫn tranh thủ lên tung thính đáp trả. Ở đây mọi người lo cho em đầy đủ, không thiếu gì, chỉ thiếu anh. Mặc dù không nói rõ nhưng ai đọc cũng ngầm hiểu nữ diễn viên đang muốn nhắn gửi đến anh Tú. Thương bạn trai ở nhà nóng bức, Diệu Nhi còn tiếp tục nhắn nhủ bằng một status siêu ngọt. Sài Gòn đừng nóng nữa nha, Nhi sắp về rồi nè, đem một chút không khí của Paris về cho Sài Gòn nhé, nhớ lắm, thương lắm. Dù đang ở trời Tây xa xôi nhưng trong lòng Diệu Nhi giờ đây chỉ hướng tới người yêu đang ở nhà. Cô nàng than thở, nhớ gì như nhớ người yêu. Nhìn những bằng chứng thả thính này ai cũng phải suýt xoa trước độ tình tứ của Diệu Nhi và anh Tú. Vừa qua Diệu Nhi cũng khiến khán giả xôn xao khi diện đồ giống hệt và cùng đi lưu diễn với Trịnh Thăng Bình. Thậm chí nhiều người còn đặt ra nghi vấn cả hai đang hẹn hò với nhau. Để không gây ra hiểu lầm lớn hơn, Diệu Nhi lập tức lên tiếng về chuyện trang phục. Không tin luôn là Việt Nam có bộ đồ thứ hai như tôi, mọi người làm chứng là Nhi mua ở hàng năm ngoái nha, có chụp hình đàng hoàng nha, còn anh Trịnh Thăng Bình chắc hâm mộ style em lắm, nên mua lén rồi thấy đi chung, lấy ra bận phải không? Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra anh Tú cũng từng diện trang phục giống hệt Diệu Nhi. Nếu như bộ đồ thể thao của cô màu tím thì bạn trai lại mặc màu xanh, và chắc chắn anh mới là người mà diễn viên Chiến dịch chống ế diện đồ đôi, còn Trịnh Thăng Bình chỉ là một sự vô tình mà đến cả hai còn phải ngỡ ngàng. Cặp đôi này từng đi du lịch Hàn Quốc cùng nhau nên có thể họ đã cùng nhau mua trong chuyến đi này.